khởi động chương trình hỗ trợ tư vấn cải tiến cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ năm 2023. Mới đây tại Hà Nội, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương và công ty Toyota Việt Nam tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ô tô. Phát biểu tại buổi lễ, thứ trưởng bộ công thương ông đỗ thắng hải cho biết thời gian vừa qua bộ công thương đã tích cực triển khai các chương trình hợp tác với các tập đoàn đa quốc gia các doanh nghiệp fdi lớn tại việt nam trong đó việc cục công nghiệp và công ty ô tô toyota việt nam cùng đồng hành thực hiện dự án hợp tác hỗ trợ và phát triển các nhà cung cấp nội địa trong ngành ô tô đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng các doanh nghiệp trong nước theo toyota việt nam trong năm nay chương trình hợp tác sẽ triển khai mở rộng cho các nhà cung cấp thuần việt theo đó toyota sẽ hỗ trợ phát triển một số nhà cung cấp đạt trình độ để trở thành các công ty nòng cốt tiếp tục triển khai nhân rộng những kiến thức đã được toyota đào tạo để lan tỏa sự hỗ trợ tích cực tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác qua đó đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ cũng như ngành công nghiệp ô tô việt nam dựa trên những kết quả đạt được của dự án hợp tác bộ công thương cục công nghiệp và công ty toyota việt nam hy vọng thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ và triển khai dự án sẽ hỗ trợ các nhà cung cấp nâng cao năng lực từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng cho ngành ô tô việt nam